gọi là cái thời thiếu nhi không chú, giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như lại rồi nói kiếm chuyện gì đó, xong rồi đánh con này con đánh lại, mà trong khi đó là hả ổng là bạn thân của mình á hả, mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn này nè, ổng nhìn này là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ xong đó giờ bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán. Cái tới cuối giờ đi về cái thằng giám mới hỏi con chứ nãy mày bị quýnh ở đâu vậy, mày bị quýnh đau không, nói rồi nãy sao mày không quýnh tao. Tao hết hồn quá, tao sợ quá. Thôi à, tao nói như này mày đừng có giật mình. Mày nói gì thì nói đi làm sao. Thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thiệt nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thuận. Con trả lời làm sao? Cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận thì con tên là Phan Trấn Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa, nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Con nhiêu tuổi? Dạ 31 tuổi. 31 rồi. Mời vợ của Trấn Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con là giáo viên mầm non, nhưng mà con cũng đã nghỉ. Vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua này luôn. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nó là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? À dạ, cái này là vợ chồng của tụi con là tự sắm. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy. Dạ có. Có kìa, có cái lắc kìa, thấy cái lắc kìa. Hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời học sinh, rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau. Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu. Vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Là từ hồi thời lớp 8 học chung xong rồi là chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm, mới 6 năm đây thôi. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Cái đó là tự nhiên đi qua, xong rồi lúc đó mình chuyển trường. Mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thiếu nhi với cô chú. Giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lại rồi nói kiếm chuyện vậy đó. Xong rồi đánh con thì con đánh lại. Mà trong khi đó là hả, ổng là bạn thân của mình á hả, mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè. Ổng nhìn vậy nè, ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán. Cái tới cuối giờ đi về cái giả mới hỏi con chứ nãy mày bị quýnh ở đâu vậy, mày bị quýnh đau không. Nói rồi nãy sao mày không quýnh tao. Ơi tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Dạ mà lúc đó là để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi, là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về rủ nhau đi về chung vậy đó. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao đúng không? Dạ, rồi đến khi nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô? Dạ tới giờ cũng còn. Dạ tới giờ cũng còn. Nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con, xong rồi con tỏ tình với vợ con? Lúc đó là con đi học đại học rồi. Khi mà tách ra rồi thì ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng cho mình hết á. Nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc. Lúc mà con nghỉ dạy á, nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ. Tại vì là một cái người bạn thân với mình mà. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn. Rồi khi mà con nghỉ dạy xong, con bước ra con kinh doanh. Sáng á, là con phải thức dậy con bán cơm. Xong rồi á, là tới trưa là con bán cơm phần. Tới chiều là con bán quán nhậu. Rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền. Tại vì con đam mê kinh doanh luôn. Xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết. Bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con yêu đó đúng không? Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Lúc đó con làm ở công ty ngoài Bình Dương á. Cái làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ sư đúng không? Dạ. Cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin sao? Cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn rồi nói là tao yêu mày. Tao yêu mày. Trời. Rồi con trả lời làm sao? Dạ cái lúc đó là con đang đi làm theo ca đó. Con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á. Cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á. Đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà trước khi rước con á là có nhắn tin vậy nè. Tao á chạy mình tao lạnh lắm. Ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi. Tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ.
Dạ trở về chưa đi về nữa. Hỏi mày coi phim không? Ta nói con đầu coi phim hài. Nhưng mà chả đầu coi phim kinh dị. Đó đúng rồi, nó chiêu đó. Nó chiêu đó chị. Chiêu biết xong, hết trơn. Đi vô coi phim kinh dị nha. Còn nói con nè, nè nào sợ quá, dựa vô đây nè. Con nói con bụng, trời ơi thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà, xong là tối khuya nhóm 12 giờ đó mà còn nhắn tin nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ hỏi mày nói gì thì nói đi làm sao, thật ra tao yêu mày. Trời ơi một cái lời tỏ tình mà thiệt nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thuận. Con trả lời làm sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ổng quay xe nha, chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là à thì ra là ông này ổng nói thiệt. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau, đúng không? Dạ, đúng rồi. Sau bữa đó là bắt đầu để ý. Lúc đó con ở trên Bình Dương, rồi vợ con dưới Vĩnh Long, là yêu xa luôn. Lúc đó con yêu xa bao lâu? Bình Dương, cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch đó, con bị ở trong công ty hơn nửa năm nữa. Cái năm mà bùng dịch luôn đó là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau. Là đi lên Sài Gòn là con quyết định con đi học make up. Chồng của con là ở dưới Bình Dương thì mới dời lên Sài Gòn chung với con luôn. Là con ở tụi sống khoảng một năm thì bùng dịch con mới về quê trước. Xí, chú hỏi cái câu này, từ mày chuyển qua thành anh em, cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào? Vợ con kể. Con nhớ là bữa đó là đưa về tới nhà, cái xuống cái con kêu gọi về đi, cái bắt đầu đứng hoài luôn, mà đứng mà dòm vậy nè, dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Con nói ủa mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa. Cái nói đây nó nghe nè, lại đây nó nghe nè. Cái coi nói cái vụ gì thì nói đi, lại đây. Cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, mình chả hung một cái, bắt đầu cái đi xe lên xe đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi. Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chớp nhanh luôn, chớp nhón. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi môi chứ không hung giống như là hung lén á, xong phải chạy liền nó sợ rồi nó thay đổi ý kiến, nó quýnh như gì đó. Lúc đó con thấy mắc cười, nó cũng thấy là mà giống mắc cười tại thiệt. Vì dạ mình biết là chồng của con á là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á, nó thiệt tà sao mà nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười, xong biết lắm, về mở điện thoại ra thấy sao. Con nói thấy con sao? Nói không thấy gì hết trơn. Chưa kịp gì trơn, chảy mất tiêu rồi. Nhanh quá. Dạ. Để bữa sau làm lợi nha. Hôm bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm. Cả trưa đâu ngủ được đâu, đúng không? Tê tái luôn đó. Sau đó là hai đứa dọn về sống chung á, đúng không? Dạ đúng rồi. Sống chung mà có làm ăn chung không? Dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Mẹ nói là nếu như mà mày không khéo á là coi như mày với nó không còn làm bạn được. Thì nếu như mà ổng ấy thì từ chối khéo, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn, tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì gần nhà cũng gần. Vậy hả? Tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi, mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi hết dịch. Thì có hai đứa mấy bạn bè nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn. Thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn. Tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn. Là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc, đó là đi làm phụ vợ mình. Đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Con có đắn đo không? Đó cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây, cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên, ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu có nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ công ty rồi để lấy một số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ. Bây giờ hiện tại bây giờ thì
có ngày ế thì cũng 300-500, còn ngày làm nhiều thì cũng 1.000 cả ngàn đơn luôn. Dạ. Nãy giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn chứ thiệt á, thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương. Ừ. Ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000-7.000 đơn. Còn sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Ừ. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy như là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. Ừ. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra, con phải làm, con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Vì chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha. Rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Thôi. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Để chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn. Dạ. Cho chồng, em cho chồng thường nói trước đi chứ. Làm gì có sự ấm ức nhẹ hay sao? Vợ con nó còn dữ không? Dạ có. Đó, vợ con còn dữ lắm. Nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa sao con luôn hả? Dạ. Thêm một cái nữa là vợ con là, nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa, là vợ chỉ ôm một mình thôi, không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè nhưng mà, tự tính. Dạ tự không. Tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không. Rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau, mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp đó là bụp nặng không? Hay là bụp yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai á, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ em? Vợ, tại con ở nhà bên đây để làm, thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao, binh con hay là binh vợ con? Con nói con xuống con nói mẹ ơi, giờ nó quýnh con đau quá, chắc mai đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói trời, mày đi chụp đi, mày đem cái tọ thuốc gì đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ mẹ không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối là mẹ nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trển rồi đó. Trời thương quá. Bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Rồi, ủa sao? Mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con? Bữa nào nó cáo lên tết nó đánh, đánh không? Lễ Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy vậy con. Tết nhất cũng như ngày thường thôi. Cái lúc nào mà con nổi con điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai đó? Nó lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên xách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô rồi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh nghe tổn thương quá rồi. Dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Dạ. Rồi nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con quýnh. Con quýnh con nói hả, lúc mới yêu thì đẹp ôi biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng đùng giận lên, nói con mày mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự như nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày sắp xuống. Dạ cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương quá. Thương quá. Nhưng mà nhiều lúc á, có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm gì đó rồi, cái thân trai của mình á, con có cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần hai vợ chồng luôn mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết.
nó đi hết như nó không nghe, không biết gì đó. Còn cái nào nữa không? Chắc hết rồi. Tạm hết hả con? Ừ, con mong vợ con thay đổi cái gì? Đề nghị vợ con là bớt giữ lại, bớt đánh con lại là được. Bây giờ tới con đó, ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá? Chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không? Khi mà cọc á, không có kìm được cái lời nói của mình á. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó, là hai đứa mà cự lộn đó, là đập đồ. Bắt đầu là cự lộn là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là ha làm đùng lên mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Trời ơi, chiến này không được rồi. Là cọc nè. Chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Rồi. Dạ. Chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ. Đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con muốn là chồng của con là khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình. Tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Cặp này nó cũng ấy quá, dễ thương quá, nó dễ thương quá, nó ô, trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa đó. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay thôi em chúc đi thì chú Thuận cũng chúc cho hai vợ chồng con nha, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, mọi người sẽ bớt một chút rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Dạ. Trước hết là phải chúc mừng cô dâu đã nè, đúng không? Bây giờ mình được tiếp xúc rất nhiều những cô dâu đang thai nghén, nhưng mà hôm nay là baby này á, là thấy có vẻ là già tuổi nhất đó. Trước tiên xin hỏi là em bé là được bao tháng rồi? Dạ bé của em được 7 tháng rồi ạ. 7 tháng? Rồi bây giờ trước tiên thôi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em là Phạm Trường Giang, năm nay 32 tuổi. Còn em? Dạ em thì em tên là Trang, năm nay bố chồng. Năm nay vợ mới 30 à? Thôi 29 đi. 29. Tính cho lẻ. Thế Giang là làm nghề gì? Dạ em làm kế toán á. Kế toán. Còn Trang? Dạ em trước đây thì em làm nhân viên kinh doanh. Nhưng mà sau khi có duyên gặp với cả anh Giang này thì... Về làm ô sin cho em. Về làm ô sin Giang hả? Giang và Trang này gặp nhau trong một cái trường hợp đặc biệt nào không? Dạ thực chất ra là cũng nhờ đài. Đài? Đài ta đây. Là HTV này HTV. Đấy, tổ chức cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng em đã quen nhau. Và với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó là một chương trình mà cũng được quay tại phim trường này. Đúng rồi. Đúng không nào? Vâng. Thế thì cái cảm giác của Giang và Trang khi mà là khi quay trở lại với phim trường này thì hôm nay thì cảm giác như thế nào? Cũng rất là cảm ơn ekip của chương trình đã sắp xếp được, chắc là đưa được cái gạch đầu dòng của em với cả gạch đầu dòng của chồng em cộng lại để mà ra được cái gọi là hòa hợp với nhau. Là cái cảm xúc của các bạn như thế nào? Gặp nhau là có sấm sét liền không hay là không thôi. Chị đừng nói nghe nó phút phải. Sao Trang? Trang có vẻ như chung em đẹp trai thế này không thể nào là anh bảo anh đẹp trai nhưng mà thật sự là lần đầu em gặp anh là em không ấn tượng. Đúng rồi. Dạ vâng. Bọn em là không có ấn tượng. Chắc là như vậy. Vậy hả? Rồi sao lại đến với nhau? Mấy anh em ở chỗ đơn vị em làm ấy thì bảo là chú cũng đến tuổi rồi. Thì là thôi đi tìm một cái máy giặt chạy bằng cơm. Thì em cũng cố gắng quyết tâm. Đấy, viết CV ngắn 3 chữ, quyết tâm lấy vợ. Quyết tâm lấy vợ. 4 chữ rồi chồng. 4 chữ chết. Đấy. Sau 1 tháng sau là em lên quay. Anh em là mổ lợn rồi các thứ, cái tiền mổ lợn có khi phải bằng cái tiền mua máy giặt. Thằng Trang sao? Dạ kho giờ thì có thêm cái gối ôm để cho mình gác chân gác tay nữa chị. Tức là mỗi người mỗi lời một cái hiện vật đó ha. Một người thì máy giặt chạy bằng cơm. Dạ vâng. Một người thì có gối ôm mà không có tốn tiền đúng không? Khỏi phải đi mua. Dạ. Rồi sau cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đến bao lâu thì mới đi đến hôn nhân?
khoảng độ gần 2 tháng thì tụi em kết hôn với nhau. Thời gian hẹn hò là nó kéo dài đâu được có 1 tháng thôi. Trong cái thời gian mà quen nhau á thì là có khó khăn gì không? Cũng có một chút khó khăn từ bên phía gia đình. Nhà em thì mẹ em đi xem thì mẹ em bảo tuổi của hai đứa nó cũng không hợp. Rồi lấy nhau không thuận lợi cũng sẽ có gặp khó khăn này nọ. Còn thêm nữa là anh Giang thì ở trong cùng thành phố với em. Thì mẹ em có công tác ở đài truyền hình thì lại cũng là có duyên làm sao thì cũng có một số anh sinh sống cũng gần ở quê của Giang thì lại cũng cùng công tác với mẹ em. Các anh sau khi mà biết là em có đang quen với anh Giang thì có nói với mẹ em một câu là cô ơi, cô bảo con Trang nó đừng có quen thằng Giang nó vội, cứ từ từ đã có. Lý do. Mẹ em nghe xong em hái. Không, mà lý em... do gì? Lý do. Tại ngày xưa anh ấy đi học, anh ấy quậy quá. Nên là nó vẫn là ấn tượng lại trong đầu của những anh hoặc là các bạn ở dưới ấy. Đã bị cái tiếng tăm như vậy thì em làm sao thuyết phục được ba mẹ của Trang để mà em làm đám cưới với Trang? Em cũng nói rằng là ai cũng có quá khứ. Mỗi tuổi nó mỗi một cái... khác nhau, cái nhận thức khác nhau. Thế thì bây giờ chúng con lớn rồi thì bố mẹ cho chúng con được tìm hiểu nhau rồi thì chúng con tự có chịu trách nhiệm với bản thân bởi vì chúng con lớn rồi chứ không phải thì mẹ vợ em gật đầu đến dục cái sao. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa quen với nhau trong cái thời gian nó quá là ngắn ngủi đúng không? Dạ. Là khoảng được 3 tháng hả? Được 2 tháng không? Được 1 tháng chị ạ. 1 tháng, với lại 1 tháng biết nhau đúng không? Thì thành ra là 2 tháng. Thì chắc là rất là thú vị khi mà lấy nhau đúng không? Khám phá từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cái cảm giác nó là tinh khôi đúng không? Tôi cảm giác đến là nguy hiểm chị ạ. Cái đấy gọi là đánh cược với số phận đấy chị ạ. Em vừa đi vừa dò dẫm, biết đâu trượt chân cái thì mình đau. Đấy cho nên là... Mình nề đánh cược. Đúng rồi, cái đấy gọi là năm ăn năm thua, được ăn cả. Rồi thì bây giờ là 8 tháng rồi chị. Trời, em thấy cuộc sống gia đình thì trông em bây giờ cũng chững chạc ra phết. Là lấy nhau xong là tụi em có tin vui luôn. Dạ vâng, cái đấy là cũng là may mắn quá gì nữa tại rồi, vì rồi bây giờ trong 8 tháng đó thì em có vỡ mộng gì về đấng ông chồng này không? Tương đối ạ, nếu mà gạch thì cũng chắc sơ sơ 1-2 trang A4 gì đấy. Trời ơi. Đâu em kể đại khái đi. Hai vợ chồng cũng đôi khi giận dỗi nhau về cái chuyện bạn nọ bạn kia của ông xã. Vì lý do là trước đó là quen nhau, ông ấy nói mọi chuyện nghe rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường. Khi mà về với nhau rồi thì mình mới thấy có nhiều vấn đề nó nặng hơn. Nhiều bạn gái không? Các cô trước là em nuôi, em xa, em gần gì thì em chưa đo được. Các loại em gái nuôi. Dạ vâng. Ồ, chị mà nói các loại thế là không biết anh có giật mình không đấy. Chị không biết giật mình hay không, chị thấy tráng lấm tấm mồ hôi kìa. Thật ra thì em cũng có một số lần nhắn tin với cả bạn gái cũ. Vợ em cũng biết, đâm ra là có cái vấn đề là ghen. Nhưng mà... anh hỏi nè, cái mức độ ghen của vợ em như thế nào? Vợ em thì ghen rất chi là tri thức. Gọi chồng ra ngoài quán cà phê, nói chuyện, rồi bắt đầu mổ xẻ vấn đề. Làm rõ góc cạnh xong được thì chúng ta về, còn không được thì cứ ngồi đây nói đến lúc nào được thì thôi. Mà nói cái gì? Nói cái gì? Em là không chấp nhận, em nuôi hay là như này như kia. Đấy, mà đã cắt đứt là cắt đứt hết. Thà cắt một lần cho đau. Đấy, vợ em bảo thế. Nhưng bây giờ là chồng em còn các loại em gái nuôi không? Em không biết nữa. Rồi, ngoài cái chuyện em nuôi ra thì ông chồng này còn đặc xấu gì nữa không? Không thích ông xa em là lúc mà ông nhậu xong rồi thì ông ấy cũng hơi nóng tính. Có nghĩa là em không thích chồng em đi nhậu. Dạ. Nhưng mà cụ thể là nóng cái gì? Về vợ mà nói một hai câu như nào đấy thì em bật lại. Làm cho vợ nhiều khi buồn. Em nói thật là... vợ em nhiều khi ghen là hay khóc mà bây giờ bé có ở trong bụng mà buồn thì nó ảnh hưởng nên nhiều khi em cũng không làm chủ được, em nói nó hơi mạnh mồm một chút. Đấy. Nói sao? Mày tao. Ừ, mày tao sao? Và mày không thương mày thì mày phải thương con nó ở trong bụng chứ, suốt ngày mày khóc thế thì sau này con nó ra làm sao? Nó buồn. Và... mắt chảy xệ giữa. Đấy. 7 tháng vừa qua em có khóc nhiều? Dạ không, công vụ là mình bực mình thôi. Thực ra là tủi thân rồi khó chịu thì nó hay vậy rồi. Và lúc mà chồng kêu mày như thế thì sao? Tại hai đứa thì tính cũng hơi gọi là hơi nhí nhố một chút. Không như những cặp đôi khác thì sẽ anh em tình cảm nhiều lúc thì bọn em cứ hứng lên trêu nhau rồi là cũng... Bọn em gọi nhau thì nó bằng những cái từ phải nói là thật sự nguy hiểm. Đấy. Nhiều lắm. Con Oxin hoặc là con gì? Bạn ấy vợ vừa mới make up trang điểm lung linh xong, chồng nhìn vào nói luôn một câu con ma điên. Chị chỉ thấy là chồng kêu như vậy thôi, còn có khi nào rồi vợ kêu chồng như thế nào? Gọi anh là heo thôi. Bây giờ anh đang hỏi em là cái tật xấu của vợ. Ghét nhất là tắm cho vợ. Tắm cho vợ. Thật ra đợt mà mẹ em vô ấy, cụ có ở nhà
hai đứa thì lúc đấy phòng tắm có một, thế là thôi bảo là mẹ ở ngoài chúng con vào tắm luôn cho nhanh. Thế là từ hôm đến giờ là cứ không có em thì hắn không tắm, thế là thôi thành ô xin cho hắn từ cái lúc đấy. Đợi em nó khổ thế, nhưng mà đúng ra thì 4-5 ngày đầu thì em cũng tắm cho nó phải nhẽ, nhưng mà về sau nó thành quen rồi. Như kiểu mình bây giờ cầm cái vòi hoa sen xịt cho con lợn nái. Thế khổ thế đấy chị ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì thực chất ra có bầu rồi thì mình lại cảm giác như mình như người cha. Tắm cho con nít kể ra cũng sướng thì à. Vâng, đấy à. Chồng tắm kỹ không? Hên xui nó theo tính theo theo kiểu cái hôm là ông vui á thì ông sẽ tắm đó. Đúng rồi, ông tắm cẩn thận à. Còn hôm nào mà ông qua loa hôm nào ông mà đi về ông bực bực cái mặt ông xị xuống thế này, xong rồi cầm cái bông tắm xong rồi cái mặt nó rất là bất hợp tác, rất là khó chịu. Cái tâm thế nó không thoải mái là em chỉ có cầm cái vòi hoa sen thế này kị như kiểu ủa đấy nghe nè, hỏi vậy chứ những lúc mà chồng em đi công tác đi vắng người em có tắm không? Dạ cũng hên là từ bữa cưới nhau đến giờ thì chồng em chưa phải đi công trường xa. Nhưng mà em phải tính đi chứ, chồng em bận đột xuất thì không lẽ giờ em ở giờ không tắm? Ờ không, ở chắc là chỗ gần nhà em có mấy ông hàng xóm. Ôi đáng yêu ấy. Vâng. Thằng xấu đâu đáng yêu mà. Vâng. Rồi gì nữa? Cứ đòi hôn em ấy. Tối ngủ em đã buồn ngủ rồi, cứ phải làm cái trách nhiệm là phải hôn cái rồi mới ngủ. Hôn xong tỉnh rồi còn đâu nữa mà ngủ. Kích thích cái não được còn đâu nữa mà ngủ được nữa. Em không thể hiểu được đấy. Giờ Giang mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật ra thì vợ em chắc chẳng cần phải thay đổi gì nữa đâu ạ. Xấu đi càng mừng, đi ra ngoài đường thì không ai thèm nhìn. Còn nhà Trang muốn Giang thay đổi điều gì? Chồng bớt nhậu đi, tại vì thực ra nhậu thì em cũng thấy về sức khỏe thì nó cũng không tốt. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em hiện giờ đang quá là viên mãn, quá là hạnh phúc đi. Gặp nhau trong một cái chương trình là chương trình truyền hình thực tế đúng không? Đó, rồi là đến với nhau rất là nhanh, một thời gian chỉ có 2 tháng trời thôi. Và bây giờ là được 8 tháng mà tụi em rất là hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân này. Đó là một cái điều vô cùng may mắn, tại vì thường á mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau nhiều. Như nãy tụi em tính là hên xui đó, 50-50 đó đúng không? Thì bây giờ tụi em được hết rồi còn gì đó. Xin chúc mừng hai em nha. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào, em là Trong, em tên là Trong Cha Nhàng. Trung Chan Thẳng. Dạ, Trung Chan Yang. Trung Chan. Có phiên âm ra tiếng Việt Nam mình là như thế nào không con? Dạ không, ảnh chỉ có tên tiếng Hàn thôi. Vậy hả? Trung. Trung Chan Yang. Trung gọi là Trung luôn. Trung là Giang. Dung gọi là Giang. Giang. Giang năm nay bao nhiêu tuổi? Em là 36 tuổi. 36? Dạ, 36 tuổi. Em... em nghe gì? Giang ở tỉnh nào? Ở bên Hàn Quốc á, là ở Seoul hay là ở gần Seoul, Gyeonggi-do, Ansan. Ansan, ở Ansan Hàn Quốc. Ansan là near to Seoul. Anh là job của anh, lập trình viên. Em là lập trình viên. Nghề nghiệp á. Nghề nghiệp á. Lập trình viên. Lập trình viên. IT. Yeah. Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi? How many you live in Vietnam? 4 year. 4 năm. Bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận. Con tên là Ngọc Bích. Năm nay con 26 tuổi. Dạ, con nghề nghiệp của con là thợ xăm. Hèn gì nhìn nó, nhìn rất là đẹp nha, rất là đẹp. Anh này chắc không xăm đâu ha? Dạ có xăm. Có xăm. Ảnh xăm, ảnh mới gặp con. Như vậy là Giang đi xăm rồi Giang gặp gặp cô thợ xăm. Mém xíu gọi nó đi gặp Phước á. Rồi gặp Bích. Nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta? Dạ con mở tiệm. Cho chú Thuận hỏi là hai bạn á là quen nhau là trong tức tiệm là của con. Ở trong tiệm xăm hay là qua một cái giới thiệu hay là một cái gì? Dạ thật ra thì trước đây là con có từng chia tay một mối tình á. Xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò. Nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử dụng. Con chỉ có đăng hình thôi, xong rồi con thác ra. Thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á, nên bạn nó nghĩ là chắc con là thợ xăm. Bạn này? Dạ không.
Xong rồi bạn đó nhắn cho con là có phải con là thợ xăm không? Thì theo cái nghề của con mà thì con thấy như vậy là giống như có khách hàng. Dạ đúng rồi. Cho nên con mới trả lời là dạ đúng rồi, em là thợ xăm. Thì cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại anh Giang. Dạ đúng rồi. Thì bạn đó nói tiếng Anh không có được tốt á, cho nên bạn đó mới nói là để anh của mình á nói chuyện với bạn. Thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải KakaoTalk của Hàn Quốc á để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải rồi, xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Thì lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. Tại vì Giang có hiểu không? Giang hiểu BD không? Nhìn tưởng ấy đúng không? Dạ, nhìn tưởng ấy, tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á nó làm V-Line đúng không? V-Line quá. À thì đó 360 đó. Ờ, áp quá đó. Dạ, với lại anh để tay như thế này nè. Cho nên con cứ nghĩ là nghi chắc rồi. Con cứ nghĩ là ảnh là thế giới thứ ba. Không phải, để chú hỏi coi. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tấm hình Giang để làm sao đó? Do áo bao thằng. Không biết. Anh nói là maybe similar like that. Không, về thiệt đó, hồi xưa. Phải gì đó. Đó, cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì con cũng không có nghĩ gì hết. Thì tại vì đối với người Hàn Quốc, nếu như người ta mà muốn xăm một cái gì đó, người ta rất là kỹ, phải tìm hiểu như thế nào như thế nào. Xong rồi ảnh mới hẹn con ra để gặp nhau ở trong quán cà phê á. Xong rồi con với ảnh mới hẹn nhau ngày gặp ở trên quán cà phê là vào lúc 8 giờ sáng. Thì con tới trước, ảnh tới trễ, tại vì ảnh phải làm xong rồi ảnh phải bắt xe để đi. Nhưng mà kẹt xe á, cho nên ảnh tới trễ. Thì con ngồi ở trong quán cà phê, con ngồi con đợi thôi. Thì lúc ảnh bước, ảnh mở cửa ảnh bước vô á, trời, cái người ảnh á cao to men lì mà cái khuôn mặt không có giống ở trong avatar chút nào á. Cái con bị khựng, con bị khớp. Dạ đúng rồi. Rồi còn Giang thì sao, lúc mà Giang gặp mà Bích á, Giang có ngã đổ liền không? Yeah. When first time you meet me in our ID cafe, fall in love liền không? Yes, I feel like some falling in love a little bit. Tim đập mạnh đúng không? Tại sao? She looks like very some girly, like her, how to say this, like some student at Agar. Very feel looks like very shy and then very shy. Pure. Pure. Yes. Anh nói là nhìn thấy con nhìn nhỏ nhắn với lại ngây thơ, với lại lúc đó tại vì con bị khựng mà con kiểu con mắc cỡ, con không dám nói gì hết, con không nói một tiếng nào luôn hả? Lúc đó con xăm vậy chưa? Đã lúc đó con xăm rồi. Xăm gì mà nhưng mà con nghĩ là con ngây thơ con nít được xăm nguyên cái này là cái con dao kiếm không? Dạ cái kiếm phải xăm nguyên kiếm đâm vô cái cổ họng không rồi. Tại vì do cái nghề của con cho nên con xăm vậy thôi, chứ thực ra là con cũng hiền lắm. Tại lúc đó là con còn ngây thơ, con ngồi con chụm vậy nè. Con không dám nói gì. Có nghĩa là con bị đứng hình nữa phải không? Đúng rồi, con bị đứng hình. Cái người đàn ông này. Dạ. Mà anh này cũng thích mà, anh này nhìn vô là cũng có một chút cảm tình ngay và liền luôn mà. Rồi sao nè, cái cuộc nói chuyện đó nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con? Dạ có, ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con, mấy cái tác phẩm mà con làm. Xong rồi nó hỏi con về giá rồi này kia. Xong rồi lúc đó là con mặc cái quần sọt ngắn này vậy nè, xong rồi một cái áo thun. Ảnh có thấy là hình xăm ở trên chân không nè. Cái anh đang ngồi đối diện con, cái ảnh đổi ghế qua bên kế bên con, cái xong rồi ảnh rờ vô cái hình xăm của con. Mà lúc đó con không có nghĩ là ảnh không biết có bị biến thái hay gì không, mà ảnh rờ rồi ảnh coi rồi ảnh soi đồ. Con không có nghĩ vậy. Nhưng mà sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con rồi á, thì ảnh có nói là lúc đó anh dê em đó. Được luôn hả Giang? Không hiểu, anh hiểu không? You touch my title before and then just checking a little bit. But this time you some he say it. Ủa nó nghe nè, nhưng mà thật ra là ổng đó là ổng hỏi giùm, hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng. Dạ. Mà sao ổng không dẫn ông bạn ổng ra mà một mình ổng đi? Cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm. Mà con cũng biết tại sao ảnh lại muốn đặt lịch để ảnh xăm nữa. Lúc đó con cũng không nghĩ là ảnh có thích con hay không nữa. Mà con chỉ biết là ảnh đặt lịch trước, ảnh nói là anh sẽ qua xăm trước, còn nếu như mà em của anh mà thấy đẹp hay gì á, em của anh sẽ qua sau. Thì cái bữa mà ảnh qua chỗ con để ảnh xăm á, trời, cái bữa đó cũng vui lắm. Tại vì nhà xăm con cái gì? Dạ, ảnh xăm ở sau lưng cái hình ở bên góc bên đây này, hình thiên thần nữa. Thiên thần hả? Con hỏi giùm cô coi,
tại sao lại xăm cái hình thiên thần? Ý nghĩa của hình xăm là tại sao anh lại xăm như vậy? She say first time when you take it a tattoo to me là like you tattoo an angel. Yes, right. What this mean? Cause I have a tattoo is one is an angel with a devil. But I have some two empty sides, so I want to finish the full bag a tattoo. But this time I find her and then I take it a new angel tattoo. Trời ơi, thiệt không? Là sao? Có nghĩa là ý nghĩa là giống như là khi mà gặp bé này á là kết thúc một cái khoảng thời gian rất là buồn chán, đúng không? Bad time của anh á, mà gặp bé này giống như là một cái gì đó thiên thần, một thiên thần á. Về Chuta này là thiên thần luôn á. Really? Yes. Tức là con. Anh ấy cảm nhận cái điều đó từ lúc nào? Từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con xong rồi? Tức là ngay lúc gặp con là anh đã cảm nhận cái điều đó rồi, cho nên anh có cái lịch luôn đó đúng không? Con cũng không biết là lúc con đó... hỏi anh thử coi. Tại sao anh cái cảm nhận nó của anh từ ngay lúc gặp con luôn hả? She say when you saw me, you thinking about this tattoo liar and look like an angel to make you tattoo or... No, not really. But don't know when I meet first time and then when we meet the first time, I just saw she's picture. But when I really meet and then after, I feel like more than falling in love and then I try some more. Có nghĩa là cái cảm nhận đó, xong rồi bắt đầu từ từ nói chuyện thì cái điều đó nó đến gần hơn, cũng như là gặp thì cũng mong muốn cái điều đó đúng không? Ủa nhưng mà con có hiểu cái ý nghĩa cái hình xăm thiên thần trên lưng của ổng? Ngay thời điểm đó? Là ngay cái thời điểm là con hiểu là ổng xăm là vì là ổng gặp con không? Hay là bây giờ con mới biết? Con cũng nghĩ một phần là ổng xăm tại vì chắc cũng có gặp con cái đó. Với lại một phần là ổng cũng có hình xăm trước đó rồi á, là cũng là thiên thần với lại một bên ác quỷ. Xong rồi ổng cũng muốn thêm vô, nhưng mà cũng chưa biết thêm cái gì. Thì lúc mà gặp con xong thì cũng có nghĩ đến cái việc là xăm thêm thiên thần vô để cho nó kín luôn cái lưng giống vậy. Cái lưng ổng chắc cũng kín cho luôn đúng không? Dạ. Trời ơi. Hay quá. Rồi. Hay quá. Rồi bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Dạ. Sau khi mà ảnh xăm ở bên con xong thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con, là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á. Ủa là mới đó mà đúng không? Muốn thời liền gian rất là mới phải không? Dạ đúng rất rồi. Là mới, chỉ mới có mấy ngày thôi à. Mà ảnh qua xăm là trong lúc đang xăm là đã luôn. Là bộc lộ là muốn làm bạn trai luôn rồi. Ồ, đó. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Mãnh liệt thiệt chứ. Dạ. Nhưng mà lúc đó con không chịu. Tại vì con sợ. Tại vì ảnh là người nước ngoài. Mà con chưa có biết gì ảnh hết á, nhưng mà ảnh kiểu anh tới tấp quá, cái con bị sợ. Con sợ lỡ như mà con đồng ý cái sau này cái ảnh đi mất tiêu rồi con không biết mình như thế nào nữa. Mà lúc mà con đang xăm á mà ảnh có ý muốn làm bạn trai con không, bị run không? Dạ con cũng có hơi bị khẩn khẩn á. Đúng không? Con cũng suy nghĩ đúng đó. Rối nhiều khi con xăm cái con cũng đứng yên luôn. Con suy nghĩ đứng yên hay là chọc sâu hơn? Dạ, con đứng yên. Em muốn em làm bạn gái anh. Bị Ủa nói nghe nè, là trong lúc xăm là ổng tỏ tình luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì đó, sao tỏ tình nhanh dữ trời. Con thấy rất là nhanh luôn á. Anh hỏi ổng coi tại sao ổng lại tỏ tình nhanh như vậy. They say why you take it a tattoo and you say want become my boyfriend too fast. Actually I want to submit good girlfriend in Vietnam because I feel too lonely and then I want to some know about in Vietnam because that time I just come in Vietnam from Korea 3 months, so and then I caught you. Ông nói là lúc mà ông thấy con á là ông muốn bắt con luôn, tại vì thấy con dễ thương quá mà ông cũng muốn có một người bạn gái tốt á, tại ông thấy con nói chuyện thật thà cho nên ông muốn là bạn trai con ngay lập tức luôn. Lùm luôn. Có nghĩa là từ lúc ông vô xong, ông gặp con xong là ông về ông dí một bạn ông luôn đúng không? Dạ, lúc mà ổng trở thành bạn trai của con á thì cũng nhờ một phần của cái anh kia nữa. Xong rồi anh kia mới kêu là anh phải mua cái gì đó tặng cho em, tại vì em là người để cho anh gặp được cái cô bé đó. Hay quá. Rồi, nghĩa là bao lâu, nghĩa là sau cái bữa xăm đó thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái ổng? Dạ, một tháng sau con mới đồng ý luôn. Dạ.
Rồi trong một tháng đó là anh không có đến luôn. Xâm thêm một vài xâm... thiên thần nữa không? Ví dụ như xâm thêm. Dạ, sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á, là ảnh đòi xâm rất là nhiều luôn. Mà lúc đó là free hết, miễn phí luôn. Cô đang hỏi là trong một tháng ảnh cua con á, dạ, ảnh xâm kiếm cái cớ không? Nào để mà ảnh gặp con? Ví dụ như xâm tên con. À, trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á, với lại của ba mẹ con thì sáng nào ảnh làm xong á, từ quận 12 ảnh bắt xe qua quận 11 của con nè, rồi ảnh tự làm đồ ăn đem qua cho con ăn sáng, xong rồi mua trái cây, rồi mua lê Hàn Quốc, rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn. Ơ nó nghe nè, nhưng mà ba mẹ con có thấy cái mấy cái hình xăm của ảnh không? Dạ có. Rồi lúc đó phản ứng của ba mẹ sao? Ban đầu lúc mà ảnh mới qua con xăm lần đầu tiên á thì ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết, tại vì không biết người ta như thế nào á, ba mẹ cũng sợ. Nhưng mà sau khi mà thấy ảnh giống như mua quà, mua đồ, mua bánh trái để lấy lòng á, cái mẹ con cũng thấy là chắc là người này tốt, cái kêu con là thôi nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi 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 như thế nào, coi có tốt không. Ừ. Nhưng mà lần đầu tiên ảnh tới nhà con, anh gặp bố mẹ con thì có cái chuyện vui gì không? Dạ có, rất vui luôn. Cái lần đầu tiên mà anh tới nhà con á, là con chỉ đưa địa chỉ thôi. Xong rồi tại vì nhà con mới vừa xây xong á thì cái đèn làm việc của con nó bị hư, thì con với mẹ là mới đi mua, thì lúc mua là chưa có về tới thì ảnh có vô nhà con, thì ảnh thấy sợ quá tại vì cái đường hẻm nó rất là nhiều. Xong rồi ảnh mới thấy một cái ông chú nhìn cũng bậm trợn lắm, không có mặc áo mà người cũng đô vậy nè, ra tiếp ảnh, người đó là ba của con. Ba của con thì ba của con nói là ba của con chỉ ký hiệu á, tại vì ba của con không có biết nói tiếng Anh. Động từ tua. Dạ. Ba xài động từ tua. Tại mà con... ba có xăm mình không? Dạ không. Ba con không có xăm mình, mà con có nói với ba là xíu nữa có một anh người Hàn Quốc ảnh qua ảnh xăm, có gì ba thấy ảnh ba đón giùm. Thì khi mà ông này bước xuống xe là ba con chỉ ba con làm thấy ghê lắm. Cái xong rồi tại vì lúc đó con chưa có về tới, lúc đó con đang trên đường về thì ba của con dắt ảnh vô cái quán nước ở ngay xóm luôn để mua nước cho ảnh uống. Thì ở kế bên thì có mấy ông chú bậm trợn là bạn của ba con á, thì mấy người đó có xăm mình. Xong rồi ổng sợ. Anh sợ lắm tại vì anh nghĩ là ở trên mạng người ta kêu là đừng có uống nước của người lạ, nhiều khi có bỏ thuốc bỏ này bỏ kia. Cái xong rồi ba con kêu rồi uống nước đi, thì ổng mới kiểu ổng cũng giả bộ ổng uống thôi chứ ổng không uống. Dạ cũng sợ bỏ thuốc mê. Dạ đúng rồi, sợ quá hả Giang, sợ quá. Rồi sao? Dạ. Xong rồi ổng móc tiền ra trả thì ba con không có lấy. Cái ổng nghĩ là trời không biết là có bị gì không. Xong rồi ổng nghĩ là nhưng mà cũng phải đưa một cái gì đó. Xong rồi ổng móc trong túi á ra mấy viên kẹo, xong phát cho mỗi người một cái giống như là trả tiền lại cái nước. Là lúc đó con về tới là con gặp ổng luôn á. Nhưng mà con hỏi tức là giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với ai hơn? Dạ giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với mẹ. Hỏi Giang đi, hỏi tại sao Giang lại thương mẹ hơn. She say why you love mom too much better than father. In the Korea have this mean wife mom love is a daughter husband. And have this mean in the Korea, and then I don't know why she better than computers to me, and then I do some more give up food for mom. And then after, I feel some more than confidence to her. So. And you love the mom, đúng không? Mm-hmm. Dạ, tại vì một phần ảnh cũng mất mẹ từ sớm á, ảnh thiếu cái tình yêu của mẹ vậy đúng không? Với lại mẹ của con cũng chăm sóc cho ảnh rất là nhiều luôn. Khi mà ảnh bị bệnh hay gì á, mẹ con gọi cho bác sĩ vô truyền nước biển. Nói chung mẹ con rất là lo cho ảnh như một người một con luôn. Vậy đó, đúng rồi. Tức là ảnh mất mẹ lúc nào, bao nhiêu tuổi? Dạ, ảnh mất mẹ lúc ảnh... Cho bố? 2 tuổi. Hai tuổi hả? Dạ. Thương Giang quá hả? Rồi sau đó tình yêu của con như thế nào? Tức là một tháng sau, kể từ lúc ảnh tỏ tình, sau 5 ngày biết con. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì một tháng, có nghĩa là cách sau đó một tháng là tụi con quen nhau. Đó. Rồi trước khi tụi con cưới nhau, thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Dạ. Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á. Thì 2-3 tháng sau là ổng đòi cưới con liền. Lúc đó cũng nhanh lắm luôn á, đòi cưới con, nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Tại vì con kêu là sớm quá, mình chưa có hiểu hết được 100%. Bây giờ con nghĩ tốt nhất á là nếu như mà để chắc chắn hơn á thì mình dọn ra sống riêng.
sống thử trước. Dạ đúng rồi. À, sống thử trước xong rồi nếu như mà hợp nhau á thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Còn nếu như mà có vấn đề gì á thì mình cứ thì tiếp tục. Dạ hoặc là như thế nào đó thì tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Dạ gần một năm. Dạ. Sau đó mới cưới luôn. Dạ đúng rồi. Trong một khoảng thời gian sống thử đó thì con thấy tính tình của ông như thế nào? Dạ thì trong khoảng thời gian sống thử á, tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm. Giống là như... nói luôn cái kia luôn đi. Cái mà gọi là cái tật xấu á, sau khi mà tức là lúc mà mình yêu nhau thì mình chưa thấy, nhưng mà lúc về mình sống với nhau rồi á, thì mình thấy anh có phát sinh những cái tính tình nào mà mình cảm thấy bất ngờ, thấy là không có giống cái lúc mà yêu nhau. Dạ giống như là ổng rất là nóng tính đúng không? Và rất là ghen. Rất là ghen. Kể trường hợp ghen nghe chơi rồi. Dạ. Coi người Hàn Quốc ghen sao nè. Dạ. Là khi mà con dọn ra chung cư thì có một lần con có dẫn một người bạn về cái căn hộ đó để chơi, để cho biết là à cái nhà của tao sống ở như thế này, thì bạn của con á là thế giới thứ ba, là gay á. Thì lúc đó là ổng đi làm, nhưng mà con có nói với ổng là em dắt bạn em qua ăn cơm. Và cái người bạn đó là con có dắt bạn đó với lại anh Giang đi chơi chung với nhau rất là nhiều lần. Nghĩa là biết nhau rồi đó. Biết rồi, cũng biết là bạn con là thế giới thứ ba rồi. Nhưng mà vẫn cực kỳ không thích khi mà dắt một người khác giới vô nhà. Dạ đúng rồi, nói là cái nhà này nè chỉ có được anh với em là ở nhà thôi, không được dắt bất kỳ ai hết. Mà bây giờ không có anh ở nhà nữa, rồi không biết chuyện gì xảy ra. Kiểu ảnh bị cái một cái giống như là ảnh không có tin tưởng là thế giới thứ ba là người ta có thật hay là giả. Dạ tại vì ở bên Hàn Quốc á, cái chuyện thế giới thứ ba nó rất là hiếm. Rất là hiếm để mình bắt gặp á. Rồi khi anh ghen anh làm cái gì? Anh ghen xong rồi ảnh cãi với con sùm hết trơn á. Nhưng rồi cái xong rồi lúc đó là con kêu thôi mày đi về đi. Trời ơi chồng tao ghen quá. Có đập tay vào tường hay là có khóc, có chảy nước mắt? Dạ không. Hay là có trời ơi vò đầu bứt tay gì không? Dạ không. Ảnh chỉ nhắn tin với con không à. Tại vì lúc đó ảnh đang làm ở trong công ty á. Anh chỉ nhắn tin với con xong rồi một hồi là ảnh im lặng luôn. Ảnh im lặng ghen, luôn. Mà ghen xong rồi có giận vợ bỏ khách sạn ngủ không? Dạ ảnh ngủ ở trên công ty. À vẫn tối không về luôn? Dạ hai ngày luôn, ngủ trên công ty mà hai cuối ngày. Cùng là con nhắn tin năn nỉ ông về hay là dạ đúng giờ? Rồi con nhắn tin năn nỉ, tại vì con cũng suy nghĩ là chắc mình cũng hơi sai một xíu, tại vì dắt người khác về nhà cũng không có đúng lắm. Thì con có nhắn tin với ảnh là em xin lỗi, em nghĩ là cái này là em sai thiệt. Thôi thì nếu như anh bớt giận rồi thì anh về nhà với em đi. Là về liền phải không? Xong ảnh mới nói là thật ra anh muốn về lắm rồi, nhưng mà anh ngại, anh không dám nhắn tin cho em trước. Có nghĩa là Giang là một lần ghen là ghen ở nhà. Dạ. Với người thế giới thứ ba. Dạ. Rồi có bao giờ mà ghen ở ngoài không? Dạ, không phải có. Nhà là ghen cũng thế giới thứ ba. Cũng thế giới thứ ba luôn. Là trong Giang một à. Là trong một năm sống thử đó phải không? Dạ đúng rồi. À, đâu có lần thứ hai rồi dữ dội. Cái lần thứ hai là con có một người bạn cũng thế giới thứ ba, mà bạn đó là dancer. Thì bữa đó bạn nó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô bar chơi. Thì ở trong trỏng nó rất là ồn á, thì mình không có nói chuyện bình thường được. Mình phải kề sát lại để mà nói chuyện. Đúng rồi, kề sát mà nói chuyện. Thì khi mà ảnh thấy kề sát nó vậy nè, mà cái người đó ở ngoài thì cũng nhìn manly, nhưng mà kề sát nói chuyện thì tự nhiên ổng nhìn cái bắt đầu con thấy trên mặt ổng hiện cái gì đó không rồi. Thoải mái rồi. Cái ông mới nói là anh sao vậy? Cái xong mà anh mới nói là tại sao cái người này lại nói chuyện với em lại sát như vậy, lại gần như vậy. Cái con mới nói là trời, em nói với anh là người này là thế giới thứ ba mà. Người ta cũng như giống như con gái vậy đó, chứ không có gì hết, chứ anh đừng có nghĩ như vậy. Thì bạn con cũng ổng cũng kiềm chế được chút xíu. Thì xíu nữa, tại vì cái bạn kia của con á, bạn hăng quá rồi, bạn nhảy lum la hết á, cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái, trời ơi, ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè. Nắm cổ áo vậy luôn, trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn. Cái con mới stop hai người ra, rồi con đưa tiền chú, con chạy về trước luôn. Con nói thôi chị đưa tiền trước, có gì á mình nói chuyện sau, rồi để chị về nhà chị giải quyết với ổng. Đêm đó em sao? Em đừng có,
Trời ơi, đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn. Cãi nhau rất lớn. Con hỏi Giang coi, sao Giang lại, cô muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen à? Why before we have a fight with my friend gay in a club. Why you know about? You don't believe? I believe her, but this time I don't know too much about gay because I live in the Korea very long time and I don't know why it's very some culture shock to me too. In a gay. So I some can't understand it. But not now. Ông nói là tại vì ông sống ở Hàn Quốc rất là lâu rồi. Ông chưa thấy trường hợp nào như vậy hết. Kiểu khi mà ông thấy thì ông bị sốc văn hóa. Bị sốc văn hóa. Tại vì lúc đó em con nghĩ là ông cũng chưa có hiểu được nhiều ở bên Việt Nam này á. Tại vì ông cũng mới qua ở được, cũng mới vỏn vẹn cỡ gần một năm thôi. Thì sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà con cũng là người đứng ra để xin lỗi ổng. Tại vì con nghĩ là chắc là con cũng nghĩ là con cũng có sai trong trọng. Thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết. Là không ghen nữa. Không ghen nữa. Là bình thường luôn. Bình thường với mọi người luôn. Là ổng hiểu. Là ổng hiểu rồi. Lúc đó là quan hệ với những người bạn như vậy. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ coi như đó là một cái tật xấu của anh đi. Hai tật rồi đó. Nhưng mà bây vừa giờ nóng tính là vừa ghen nè. Coi như bây giờ là không còn nữa đúng không? Dạ bây giờ là ổng cực kỳ gọi là hiểu rồi, rất là hiền luôn. Không Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Ảnh không nghe lời con. Tại vì lúc mà ảnh đi làm á, ảnh bắt ráp đi làm. Con có nhiều lần con nói là lúc mà anh đi ráp á, người ta chở anh á, anh đừng có dùng điện thoại nha. Tại vì á, không có biết là cướp hay gì nữa, lỡ như mà bị xui, lỡ như bị cướp rồi la nữa. Xong rồi anh nói vậy, anh biết rồi. Rồi bữa đó bị giật điện thoại luôn. Đi ráp xe ôm á ha? Dạ, bị giật điện thoại lúc 6:30 sáng. Trời đất ơi. Rồi lúc mất điện thoại rồi, Giang gọi về cho vợ, Giang nói như thế nào? Lúc mà bị mất điện thoại. I just use a phone. I just checking call, have a message from in the office, so I checking notice. Wing and pat. Can't touch anything. Mới đây. Dạ không, cũng lâu rồi. Lúc mà con với ông sống thử bên chung cư á, ổng bị mất. Mất xong rồi gọi tìm cách gọi cho con. Lúc mà ảnh lên công ty á, ảnh đăng nhập vô Facebook để ảnh nhắn cho con. Ảnh nói là bị mất điện thoại rồi. Mà con thấy cái giọng điệu nhắn tin là con thấy kỳ kỳ rồi, là cũng đang vừa bực vừa tức mà vừa buồn á. Xong rồi đi làm về á, bình thường là đợi con về ăn cơm, về đi ngủ luôn. Buồn quá. Tại vì không dám gặp vợ, sợ vợ chửi. Cái vụ không nghe lời á đúng không? Đúng rồi. Xong rồi lúc mà dậy con nói cho một hơi, con nói là đã nói là đừng có dùng điện thoại rồi này kia rồi. Xong rồi phải đi mua điện thoại mới. Cái tội không nghe lời con á. Rồi đó là con kể đã rồi, hết rồi. Hết rồi, bây giờ qua, không hết rồi. Bây giờ qua tới cho Giang đi, con nói đi. Giang có điều gì chưa có feel good về con? Do you think about what is I'm not good to you? I don't know where it make you angry, but very too faster to angry about. And then I hope so you some more when you're angry. I want you some listen to my talking. That's all. Anh nói là con kiểu lúc mà con bực á, con bực rất là nhanh luôn. Con bực một cái là con la sùm luôn. Ổng nhiều lần ổng nói con hung dữ quá. Hung dữ quá, con bị bực nhanh, với lại con không bao giờ mà lắng nghe ổng nói chuyện hết á. Lúc mà ổng đang muốn nói cái gì đó con làm việc riêng cơ mà. Tại vì con cũng là một kiểu người bướng, con bướng, con rất là bướng. Con cũng rất là ghen nữa. Mày cũng giận nè. Dạ. Ghen nữa hả? Dạ. Con cũng ghen nè. Ủa, ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen? Có, ổng có dính phốt. Con cho ổng kể đi, cho ổng kể đang dễ lấy hình. Con cho gọi là kể một cái lần nào mà con ghen á, mà ổng ấn tượng nhất á. Lúc mà con ghen ổng á, lúc đó, hôm đó là ổng ấn tượng nhất về cái lần ghen đó, cho ổng kể đi để mà lấy hình. Dạ. I have been jealous too much when you have a day something. Can you talk this story with them? This time is just company dinner on one day, and then have too much so many office worker people with her in my boss. My boss is near here, but he take it one girlfriend. Boss, your boss?
Yes, my boss. He's sitting in here, and then he take it one girlfriend and is sitting here. But I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother. And then don't know why when I go back home, I saw this situation, and I really don't know what happening to coming. And but she first saw about what's this, what's this, and I really don't know what I say, what to do, what situation is this. I feel too sorry, and then I really don't know. So, how to say this situation? Cái lần đó con hiểu lầm là do ổng đi ăn với lại công ty á, thì ông chủ có dắt theo bạn gái, mà bạn gái này uống kiểu, bạn gái này cũng kiểu là cũng hăng hái đồ lắm, thì uống cũng hơi nhiều á, xong rồi té vô ổng, té sao mà ở đây dính một cái vệt son nhỏ xíu à. Nhưng mà con về con thấy, con thấy một cái con kiểu con suy diễn ra tùm lum thứ đó. Trời, cái con điên lên, con la quá trời luôn, con hỏi là tại sao không có cái này. Trời ơi, con ghen lòng, ghen lộn lên, rồi cái ông khóc. Thì đó, con cũng đâu có vừa đâu, bởi vì á bên đây cũng 1 9 1 10 chứ đâu có vừa đâu. Nhưng mà là sau đó là giải thích rồi con mới hiểu đúng không? Dạ đúng rồi. Các con cũng phải lại xin lỗi một lần nữa đúng không? Dạ. Tại con bữa đó có phải nhờ ông sếp ông giải thích không? Dạ có. Có đúng không? Tại phải giải thích xong con mới yên tâm. Tại nếu không có giải thích mà con chỉ cho qua thôi thì con để trong lòng. Tội nghiệp, ổng thì ổng ghen lộn bê đê không? Ờ, bà đó. Ghen lộn. Còn bà đâu ghen lộn, bà ghen thiệt, nhưng mà bà ghen với bạn gái người ta. Bạn lộn tình huống. Đó. Đó. Rồi còn thật xấu gì nữa không Giang? I have a bad something more. No, she's a perfect. No, đúng không? Rồi, bây giờ Giang muốn vợ mình thay đổi điều gì? To what I need to change? I just want about some she more than became some wild, not wild, some mild. That's all. That's all. Just one. I don't need you change. How about lazy? I think that's impossible to you. Mong muốn con đừng có hung dữ nữa. Hiểu ông nhiều hơn. Với lại đừng có lười. Tại vì việc nhà thì ông làm không à? Vậy hả? Ông làm hả? Dạ, con đôi khi có làm một ít, nhưng mà đa số là ổng làm không à. Ổng tự ổng làm ấy, nhưng mà ổng thấy ổng làm nhiều quá cái ổng nói con nghe. Nói nghe là em có thể phụ anh làm cái này chút được không? Giống vậy đó. Cái gì mà impossible? Yes, right. Cái gì mà impossible. Không thể. Impossible là cái lười của con á. Là không thể là yeah. Không biết thay là đổi có thay đổi được hay không á. Dạ. Rồi con thì mong muốn ổng thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ổng cũng hiểu con nhiều hơn, với lại ít làm việc lại một xíu để quan tâm con hơn nữa. Yeah. You understand her? Em con nói tiếng Anh cho ông hiểu. I say I want you some down to working and make a time to take care of me some more. Vậy là chúc mừng hai con. Hiện tại thì hai vợ chồng ở đâu? Ở chung nhà với con hay là dạ hai tụi con thuê nhà là ở chung với nhau. Dạ. Nhưng mà ở tách biệt với gia đình đúng không? Dạ, hai đúng đứa. Nhưng mà ở gần đó luôn. Gần luôn cho tiện đúng không? Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con với anh lấy nhau được 3 năm, gần 3 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ, hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nha. Cảm ơn. chúc mừng. Rồi, rất là vui. Ở đây là với một câu chuyện của hai vợ chồng. Chị thấy không, mặc dù là ghen hoặc là giận, nhưng mà vẫn thấy rằng là hai bạn rất là yêu thương nhau, và đặc biệt là con con rất là yêu Giang. Giang cũng yêu vậy. Giang yêu con ghê. Nhìn ánh mắt mà và lại rất là trìu mến mỗi khi mà nhìn vợ. Và Giang như thế này là anh Quốc Thuận chúc cho hai mẹ con ha, đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông, và mau chóng cả gia đình cùng với cháu nội nghe về thăm ông nội và thăm các cô chú ở bên Hàn Quốc nha. Good luck your family. Yes. Your family. She say, he say that hope so. I put our baby will be healthy and we can together go to Korea meet every family people today. Okay. Thank you very much. Thank you. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn Giang, và hy vọng rằng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc, sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
và chuẩn bị một cái tinh thần thật là happy, rất là hạnh phúc khi mà chào đón thiên thần xuất hiện nha. Dạ. Rồi.